Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải đến tặng quà Tết gia đình chính sách, đoàn viên, người lao động và trẻ em hai xã Phước Lý, Long Thượng, huyện Cần Giuộc nhân dịp Xuân Giáp Thịnh 2024. Theo đó, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trao 100 phần quà cho gia đình chính sách, mỗi phần quà gồm một giỏ quà và 500.000 đồng tiền mặt đồng thời trao 50 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cùng Liên đoàn Lao động tỉnh trao 200 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí quà khoảng 130 triệu đồng. Nhân dịp xuân Giáp thịnh 2024 sắp đến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải gửi lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc đến gia đình chính sách, đoàn viên, người lao động và trẻ em. Mong muốn những phần quà sẽ góp phần mang đến cái Tết ấm áp hơn cho mọi nhà.